Ấy nhau mọi người, đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của mình trong năm nay. Điểm đến của mình sẽ là Bangkok. Đây là lần thứ hai mình trở lại với thành phố này. Vé máy bay khứ hồi luôn hành lý ký gửi 20kg là 4 triệu. Chút nữa thì mình sẽ lên chiếc máy bay này. Và giờ thì mình đã đáp tới sân bay Đông Minh. SIM thì mình đã đặt trên cây lúc sẵn nên là giờ chỉ cần quẹt mã. Nếu mọi người mua SIM sẵn ở trên cây lúc thì giá sẽ mềm hơn là mua trực tiếp tại đây. Xe đưa mình về khách sạn mình cũng đặt sẵn trên cây lúc luôn. Và đây là trên đường về khách sạn. Hiện tại thì Bangkok có hai sân bay. Mình thì đáp ở sân bay cũ Đông Minh, cách khách sạn mình tầm 30 km. Đây là tên khách sạn của mình nè. Khách sạn này thì nằm ngay đối diện trạm BTS, ngay trung tâm Bangkok, rất thuận tiện cho việc đi lại. Diện tích phòng tuy nhỏ nhưng có đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ. Giá phòng cũng đã bao gồm ăn sáng. Và đây là view hồ bơi trên sân thượng. Đối với mình như vậy là quá tuyệt vời. Sau khi nghỉ ngơi thì chiều nay mình sẽ đi ra khu Chinatown. Từ khách sạn mình sẽ đi qua Jawaharlal để ăn uống tham quan, xong rồi từ đó mình sẽ đi qua Icon Siam. Đường ăn uống ở trong khu Chinatown thì được gọi là Jawaharlal. Mình có ghé vô một quán mì để ăn thử, 50 baht một tô. Giá tiền thì mình có để bên góc trái màn hình. Giờ này là tầm 5 giờ mấy 6 giờ nhưng mà đã bắt đầu rất là đông rồi. Với lại thời tiết thì rất là nóng.
Đây là cảnh sát giao thông ở Thái Lan. Cái này là mình quay thôi chứ mình cũng không dám ăn nha. Món này thì mình có mua ăn thử, 100 bát một hộp được tầm 8 cái. Và đây là một trong những biểu tượng của Bangkok, trung tâm thương mại Icon Siam. Phía ngoài trung tâm thì trang trí rất là đẹp, chắc là còn dư âm của Tết Nguyên Đán. Món này là món bánh dừa nướng. Mình sẽ mua ăn thử, giá là 100 baht một hộp. Đây là khu food court. Mình sẽ đi một vòng lên trên xem như thế nào. Đây là xôi xoài. Ăn thử sầu riêng Thái Lan. Trong đây cũng có trang trí mấy cái tiểu cảnh để cho khách chụp hình.
có nguyên xe khô mực ở đây luôn. Quán này là chuyên về thịt heo. Còn đây là món cá hồi với tôm sống ngâm tương. Quán này thì trưng bày nguyên một con cá sấu luôn, nhìn quá ghê. Mấy cái quán ăn hay là quán cà phê ở trong trung tâm này thì trang trí mình thấy rất là đẹp. Ở đây vào lúc 8 giờ và 9 giờ tối hàng ngày thì sẽ có biểu diễn nhạc nước nha. Thank you.